mọi người, chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam lứa tuổi 31-40 giải cầu lông Môn Vô Khách mở rộng lần thứ tư, giải cầu lông hội làng Môn Vô Khách mở rộng. Chúng ta là cặp đôi Oánh Lâm, đơn vị Bắc Ninh. Phía sau màn hình cặp đôi Phương Hải, đến từ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Cầu không qua lưới, điểm số 2-0 cho Phương Hải. Đang nhìn nơi của nó, nghe thấy tiếng mà chả nhìn thấy người đâu. Không. Giải đấu lần này theo quan sát gồm từ ngoài vòng đến giờ, vòng ngoài đến giờ thì cặp đôi Phương Hải cảm giác giải này đánh rất hay. Thank you.
trong các vận động viên đánh cũng sơ sao thôi, nghĩ nhiều không còn nữa. Ba xét mà. Đánh ba xét 21. Chung kết đánh ba xét 21. Câu ngoài với lại không quan nữa em. Mọi người mua chưa là có bắt đầu. Thắng ai xét là thôi luôn, không phải xét thứ ba nữa. Ai xét là thắng cả ai thôi, nhưng sao lại được thôi. Ai xét là thắng rồi, ai được thắng gì. Toàn thắng 3 xét thôi. Nhưng mà chơi thành rau nhiều này chắc không có xét thứ ba đâu. Đánh nó rằng co cơ, còn bảo xét thứ ba. Tay cứng hơn. Thôi nhìn cái tay cứng hơn. Tay trong sân. Số 2.
Thầy giáo của trường Trung học phổ thông Thủ Thiêm Hà Nội, thầy Phương và thầy Hải. Bên kia là đội viên đến từ Bắc Ninh, anh Thắng và anh Lâm, Nghiêm Đình Hoán. Thank you.
anh Ngô Cương điều điểm 6-14. Bắt đầu ăn cái quả nào, bắt đầu ăn luôn, 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 ăn luôn,
không hô nổi. Người hô người ta còn dở. Mua hô của hứng cho hô. Bục số 18, 11. Yeah. 19, 11. Đó. 20, 11. Điểm kết thúc trận đấu. Chúng ta chuẩn bị chờ các vận động viên ở nội dung đôi nam trẻ và xem thi đấu trận chung kết. Số 21, 11.